Rồng có vẫy ngược, động vào tất chết. Trần Khánh Dư cuộc đời binh nghiệp, chiến công vô số, cuối đời lại vô tình động vào vẫy ngược của rồng, dẫn đến mang họa sát thân. Năm 1037, vua chim chế mân mất. Cùng năm đó, Huyền Trân công chúa bị đưa về nước, còn Thượng Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch vào năm 1308. Trong vòng một thời gian ngắn, hàng loạt đại sự xảy ra. Mối quan hệ hữu hảo tốt đẹp giữa Chiêm Thành và Đại Việt do hai vị vua đáng kính khổ tâm xây dựng, sau khi hai ngài vừa mất, nhanh chóng bị đổ vỡ bởi những toan tính đầy dã tâm từ cả hai phía. Từ bạn hóa thù, hai nước đụng độ những trận nhỏ ở biên giới, đại chiến trực chờ để bùng nổ. Ở cách xa trung tâm triều đình, tin tức thiếu sót khiến Khánh Dư đau đầu khó hiểu. Đối với ông, cuộc chiến này là một cuộc chiến không nên đánh. Chiêm Thành quốc lực không yếu, cùng với Đại Việt, họ cũng là một trong số những quốc gia ít ỏi có thể đẩy lùi được Mông Nguyên xâm lược. Nếu Đại Việt xa lầy quá lâu, sẽ rơi vào tình trạng lưỡng đầu thọ địch. Khi phía Bắc vẫn còn Mông Nguyên như hổ đói rình mò, tháng 12 năm 1311, vua Trần Anh Tông ngự giá thân chinh thảo phạt Chiêm Thành. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được lệnh theo đường biển tiến vào phương Nam. Lợi thế đường biển giúp cánh quân của Khánh Dư tới sớm hơn đại quân một tuần. Nóng lòng kết thúc chiến tranh, Trần Khánh Dư đưa ra một quyết định điên rồ mà không ai có thể tưởng tượng được. Chiêm Thành ở thời điểm đó là một mô hình nhà nước Mandala, với một ông vua đứng đầu là Chế Chí, các ông vua nhỏ cai quản các tiểu quốc khác. Trần Khánh Dư tin rằng cuộc đại chiến sẽ nhanh chóng kết thúc nếu tiêu diệt được Chế Chí. Ông quyết định tự mình dẫn theo một đội kỳ binh lén lút tập kích Vương Đô Đồ Bàn, ám sát vua Chiêm. Đội quân cảm tử này chỉ có vài chục người, bao gồm gia tướng của ông và một số cụ binh của đội quân Thiên Dực nổi tiếng, được dẫn đường bởi một cụ thần đã theo tiên đế du ngoạn Chiêm Thành nhiều năm về trước. Họ cải trang xâm nhập kinh đô Đồ Bàn, kế hoạch thất bại, bị người Chiêm phát hiện. Không những không tìm thấy Chế Chí, họ lại bị vây khốn vào trùng vây. Một trường chém giết kinh thiên diễn ra trong im lặng, chênh lệch quân số, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh toàn quân bị diệt. Trần Khánh Dư quyết định liều một phen. Người giỏi bày trận thì không cần đánh, người giỏi đánh thì sẽ không thua, người khéo thua thì sẽ không chết. Câu đề tựa này thể hiện rõ triết lý dụng binh mang phong cách thực dụng của Trần Khánh Dư. Là một người thích đi đường tà, Nhân Huệ Vương thường liều lĩnh tấn công vào chỗ hiểm yếu của địch. Điều kỳ lạ là một vị tướng ưa mạo hiểm như ông lại là người sống lâu nhất trong số các danh tướng kháng nguyên cùng thời. Thậm chí ông còn có thể sống lâu trăm tuổi mỗi lần bị dồn vào chỗ chết. Trần Khánh Dư lại có thể tùy cơ ứng biến, may mắn chuyển nguy thành an. Lần này cũng vậy, kế hoạch ám sát Chiêm Vương Chế Chí thất bại. Nhóm người của Trần Khánh Dư trở thành mục tiêu lớn, thu hút cấm quân, bị bao vây giữa muôn trùng vây, tiến thoái đều bị chặn. Trần Khánh Dư vẫn kiên trì cầm cự, Hậu Chiêu vẫn còn ở phía sau. Một nhóm người khác theo kế hoạch từ trước, nhân cơ hội loạn lạc lẻn vào hậu cung. Họ may mắn bắt được một vài yếu nhân. Hai nhóm tụ họp, dùng con tin để uy hiếp. Họ vừa đánh vừa lùi, một đường chạy ra biển, với mục đích lợi dụng sương mù để tẩu thoát. Dường như thân phận của những con tin này khá quan trọng với Chiêm Vương, Chế Chí đích thân dẫn người đuổi theo. Lợi thế thuyền lớn đi nhanh, người Chiêm đuổi sát và gần như đã bao vây được họ. Từ khoảng cách này đến chỗ cánh thủy quân đang neo đậu vẫn còn khá xa, giữa biển lớn mênh mông sương mù, Trần Khánh Dư lại một lần nữa rơi vào tuyệt địa. Đúng vào lúc này, ánh nắng mặt trời chiếu tới làm sương mù tan đi, để lộ một vài chiếc thuyền của Đại Việt. Người trên thuyền là thiên tử Chiêu Dụ Sứ Đoàn Nhữ Hài, được lệnh đi trước để thám thính tình hình. Là một người mặc dù trẻ tuổi nhưng lại rất tinh tế, chỉ cần liếc sơ qua, Đoàn Nhữ Hài đã đoán được 6-7 phần tình hình. Cơ hội trời ban như vậy không thể bỏ lỡ. Đánh cược chỉ cần cơ hội lớn hơn 5 phần là có thể tất tay. Mặc dù chỉ là một quan văn và có số lượng thuyền ít hơn, Đoàn Nhữ Hài vẫn quyết đoán ra lệnh tấn công. Mục tiêu là vương thuyền Chiêm Thành. Một trận thủy chiến với quy mô nhỏ diễn ra. Thủy chiến khác xa so với bộ chiến. Giữa biển cả mênh mông không nơi trú ẩn, chỉ có thể dựa vào thực lực, dựa vào nắm đấm để mà nói chuyện. Do lãnh thổ quốc gia hẹp dài và trải dọc bờ biển nên người Chiêm rất thạo nghề sông nước. Hiển nhiên lực lượng thủy quân của họ rất mạnh. Là một quan văn, những kiến thức cần thiết cho thủy chiến như là hải lưu, thời tiết, dòng chảy, hướng gió, thuyền bè các kiểu, Đoàn Nhữ Hài một khiếu cũng không thông. Tuy nhiên có một thứ mà Đoàn Nhữ Hài rất thông thạo, đó chính là nắm bắt thời cơ. Vương thuyền Chiêm Thành xuất hiện trong tầm mắt,
Vương kỳ tượng trưng cho thân phận chim vương treo trên thuyền, cơ hội trời ban không thể bỏ lỡ. Đoàn Nhữ Hài hạ lệnh tấn công, nhà Trần lập quốc thời kỳ đầu, quân lệnh cực nghiêm, mệnh lệnh ban xuống chỉ có thể phục tùng tuyệt đối. Cờ lệnh phất lên, chống trận cất tiếng, các thuyền nhỏ của Đại Việt như nổi điên, lao đầu tấn công vào vương thuyền của Chiêm Thành. Lần truy kích này do lo sợ ném chuột vỡ bình quý, đoàn thuyền Chiêm Thành phân tán rộng, vây bọc các hướng, nhằm không cho bọn Khánh Dư có cơ hội tẩu thoát. Cơ duyên xảo hợp như thế nào lại gặp phải mấy chiếc thuyền của đoàn Nhữ Hài, và chính sự phân tán này lại là một nhược điểm chí mạng. Đoàn Nhữ Hài là một quan văn có cái gan và máu liều của một quan võ. Trần Khánh Dư là một quan võ lại có sự thực dụng của một con buôn. Mới phút trước còn cắm đầu chạy thục mạng, phút sau đã quay đầu đánh trả. Ở ngay sân nhà của mình, người chim không nghĩ có kẻ lại to gan dám vuốt râu hùm. Hôm nay thế nào lại gặp phải tới hai kẻ điên thay nhau mà nhổ, bị bắt sống trên chính vương thuyền của mình. Chim vương Chế Chí có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng mình có thể thất bại một cách hoang đường như vậy. Hùng tâm tráng chí đòi lại hai châu Ô Lý, tranh hùng với Đại Việt bỗng tan thành mây khói. Thuyền lật trong mương, kẻ kiêu hùng sa cơ lỡ vật, nỗi uất hận này bút nào tả xiết. Chim vương bị bắt, chiến tranh kết thúc sớm, tưởng chừng như có thể ca khúc khải hoàn, nhưng nghiệt ngã thay, bi kịch của Trần Khánh Dư mới bắt đầu từ đây. Làm bạn với vua như chơi với hổ, quỳ gối giữa ngự doanh, Trần Khánh Dư nhận ra bản thân đã vô tình chạm phải nghịch lân. Tướng ở ngoài trận có thể không nghe theo lệnh vua, đằng này đích thân vua Anh Tông ngự giá thân chinh thảo phạt Chiêm Thành. Trần Khánh Dư tự ý xuất binh tập kích vua Chiêm đã phạm vào đại kỵ của đế vương. Tướng quyền không được phép cao hơn vương quyền, nếu cố chấp vượt qua chỉ có con đường chết. Trần Khánh Dư tự tung tự tác vô số lần, tiên vương nhân hậu có thể khoan dung bỏ qua cho, còn vị hoàng đế trẻ Anh Tông nổi tiếng quyết đoán thì không. Anh Tông Trần Thuyên, vị hoàng đế thứ tư của nhà Trần, được đánh giá là một vị minh quân đã khiến vương triều nhà Trần rực rỡ nhất, gọi là thời kỳ anh minh thịnh thế. Là một bậc đế vương hợp cách, Trần Anh Tông có những chuẩn mực của riêng mình, có những ranh giới mà kẻ làm thần tử phải tuyệt đối tuân thủ. Cây đắng nhận ra thì đã quá muộn, Trần Khánh Dư cúi đầu chuẩn bị chấp nhận số phận, bi thương uất ức dồn nén. Người anh hùng từng một thời tung hoành ngang dọc cũng không kìm nổi nước mắt. Từ sau khi Thiên Thụy mất, đây là lần đầu tiên người ta thấy Nhân Huệ Vương rơi lệ, nhìn vị lão tướng đầu lốm đốm bạc khóc lóc thảm thương. Vua Anh Tông có chút mũi lòng, ngài thừa biết rằng Khánh Dư không hề có giả tâm, tuy nhiên đế vương lời nói đáng giá ngàn vàng, khó để thu hồi. Đúng vào lúc này, Đoàn Nhữ Hài bước ra và tố cáo Khánh Dư định cướp công của vua. Thoạt nghe tưởng rằng đây là đổ dầu vào lửa, đẩy Khánh Dư vào chỗ chết, nhưng là người thông minh, Khánh Dư nhận ra Đoàn Nhữ Hài đang tạo cho mình một con đường sống. Tuy nhiên, cái giá phải trả là danh tiếng của ông. Nhân Huệ Vương không sợ chết, nhưng ông e ngại cho những huynh đệ sinh tử của mình. Danh tiếng của Khánh Dư trước giờ vốn đã xấu, có tô đen thêm chút cũng chẳng vấn đề gì. Một cái bậc thang để xuống nước được Đoàn Nhữ Hài khéo léo đưa ra cho vua tôi hai người. Tập kích Chiêm Vương là do vua ra lệnh, Trần Khánh Dư chỉ là người thực thi, việc cướp công của vua chỉ là sự hiểu lầm. Trần Khánh Dư và các huynh đệ giữ được tính mạng, nhưng ông bị mất binh quyền, và lần này là vĩnh viễn. Tháng 5 năm 1312, chính sử ghi lại, Chiêm Thành Chế Chí bị bắt, em hắn được Anh Tông đưa lên thay, trấn giữ đất ấy. Vua Trần chiến thắng trở về kinh sư, tuy nhiên không làm lễ phong thưởng cho các công thần. Nhân Huệ Vương xin về quê dưỡng lão, ông chuyên tâm khai khẩn đất hoang, bỏ tiền ra giúp vốn cho dân, thành lập làng, ấp mới. Năm 1340, Nhân Huệ Vương mất, không lâu sau lễ mừng thọ 100 tuổi, kết thúc một cuộc đời oanh liệt. Đại Việt chưa bao giờ thiếu nhân tài, thời đại của những anh hùng kháng nguyên dần khép lại, một thời đại mới không kém phần huy hoàng lại được mở.